Thì Luân xin kính chào quý khách, lúc này đang buổi chiều ngày 16 tháng 12. Chúng tôi đang cho hai sản phẩm lên xe lôi để đi bàn giao cho khách hàng ở tiểu khu Mỹ Lâm, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đây cũng là cách đổ gỗ Thành Luân chúng tôi vài km thôi nên là chúng tôi đi bằng xe lôi. Đang tới trên này. Từ từ em ơi, lót vào chứ. Chiếc sập thờ và chiếc tủ thờ cho gia đình chị Thúy và anh Quyền Trọc ở Mỹ Lâm. Mang ít lót thế này em. Mang cái lót này ra nữa này. Đấy, mang luôn ra. Tí nữa chở bộ ghế ở ngoài cửa hàng vào cho anh. Đi bằng xe lôi, xe ba bánh, xe máy kéo.